rất là nghệ thuật đấy. Đây sau trận mưa bão là cây đổ này, đổ ngàn uống cần cần phải lên tỉa cành nhá các bạn. Ông này 60 tuổi rồi nhưng mà trèo cây rất tốt, kinh nghiệm từ ngày xưa đấy. Đây là cây nghệ thuật đấy, trên cành trên ngọn giờ chuyển xuống cái cành bắt ngang này. Bây giờ đang bận. Tỉa từng giai đoạn các bạn ạ. Đấy, đầu tiên là tỉa cành này trước á, cành này nhưng mà chuyển sang cái này cho xuống. Rất là nguy hiểm. Đây là ông này có kinh nghiệm đấy chứ, còn muốn như chúng tôi mà lên như này đu đưa này chắc là ngất luôn. Tẹp vào đi, đấy, cho nó liếc quát đi bà. Đấy, đấy, tẹp vào nó cho nó ấy. Tẹp vào đi, ông tẹp vào ngoan đi chứ. Tao quả vẫn giả. Nghe ông tủ cái ông bài cấn mấy ơ đi nữa này. Thôi rồi, ôi, cháu chạm cho tất cả những hoàn phiếu rồi, các cháu nó già rồi, chứ chưa bà đi. Trên tay. À, em có bất kiểu à đó. Thiện bà kia hết. Thiện bà kia hết. Khán giả xem bọn đàn hầu bé tôi chưa nói đây một con rắn rắn chân chuột đâu đâu không phải nhớ được đi là mới ngỏ nó mới dai cả tôi mình đã thỉnh đã hiện tại khắc phục cây đổ trên ngọn cây. Cái chữ ông là nó mà lấy cái thang này đẩy cái cây xuống, giờ rơi cành xuống các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đấy, sau một trận mưa mà lấy cả cái cành này kèm luôn hai cái tắng ngáng cái thay ôm đúng không? Chẳng trốn tiệm được cái gì. Cuộc sống rất là thường các bạn nha. Đời thường tới đây. Bây giờ là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nha. Sau gần một tiếng chỗ này đã được quang sạch. Và cây này cũng mấy cành cũng cho xuống à. Sang chuyển sang chặt nốt cành xì này các bạn. Sợ nó ảnh hưởng vào cái mái nhà. Xi này ngày trước rất giá trị các bạn, cây này người ta giá hơn 10 triệu ạ. Bộ rễ rất đẹp. À, bây giờ thì hết thời xi rồi, chẳng ai mua nữa, chặt bỏ.